Kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, trong thời gian qua, The Kim Nhung Show đã giới thiệu những gương mặt thành công của tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại. Và thưa quý vị, sự thành công này không là những trường hợp cá nhân riêng rẻ, nhưng đó là điển hình của thế hệ người Việt thứ hai nơi quê hương mới mà 40 năm trước chỉ là những vị trẻ những trẻ vị thành niên hoặc là chưa kịp sinh ra đời. Và thưa quý vị, sự thành công của thế hệ trẻ cũng là câu trả lời xứng đáng nhất đối với chế độ cộng sản ở trong nước. Thế hệ tuổi trẻ, con của Ngụy Quân, Ngụy Quyền cũng đã chứng tỏ cho Đảng và Nhà nước Cộng sản biết thế nào là giá trị của sức mạnh dân chủ và tự do. Giá trị đấy mua bằng máu, bằng nước mắt và cái chết của vạn triệu người miền Nam. Giá trị được chứng thực sau 40 năm đời quê hương thứ hai với những người Việt thuộc thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba. Kim Nhung Show ngày hôm nay xin hân hạnh có buổi nói chuyện với tiến sĩ Kevin Lee. Ông là giám đốc công nghệ của công ty Luraco, là con của một gia đình HO 31. Kim Nhung cũng được biết là tiến sĩ Kevin Lee vừa được trung tâm Asia vinh danh trên live show Asia 76, hành trình một giấc mơ. Xin cảm ơn quý vị cùng theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi qua đường live điện thoại với anh Kevin Lee. Kim Nhung xin rất là cảm ơn thời gian quý báu của anh Kevin Lee và xin mời anh gửi lời chào đến khán giả của đài truyền hình SBTN. Vâng, Kevin xin kính chào chị Kim Nhung và xin kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Để quý khán thính giả có thể theo dõi câu chuyện một cách rất là cụ thể, thì mời tiến sĩ Kevin Lee có thể giới thiệu tổng quát cho mọi người biết về gia đình của anh đã đến Mỹ từ năm nào, cũng như là quá trình học vấn và chuyên môn kỹ thuật của anh là ngành gì để có được những cái thành quả ngày hôm nay. Như vậy, khi mà Kim Nhung hỏi như vậy không phải là cái sự xã giao mở đầu câu chuyện, nhưng là do biết được gia đình của anh đã được thành phố Dallas Fort Worth vinh danh là một gia đình thành công nhất trong năm 2005. Mặc dù gia đình anh đến Mỹ trễ trong theo cái thứ tự danh sách HO 31 của vị thân sinh. Điều này thì Kim Nhung biết được qua cái cuốn Trên Rừng HO của nhà văn Huy Phương. Xin mời anh trình bày thưa anh. Dạ vâng, thưa chị Kim Nhung và thưa quý khán thính giả của đài SBTN. Kevin đến Mỹ cùng gia đình vào năm 1995, lúc đó đang học đại học ở Việt Nam, và khi mà mình sang Mỹ thì mình bắt đầu lại từ đầu. Và Kevin đã tốt nghiệp kỹ sư điện tử vào năm 1999 và master của ngành điện tử vào năm 2001, và sau đó thì tiến sĩ ngành điện tử quang học vào năm 2005. Và Kevin cũng từng là kỹ sư và cũng từng là làm scientist, tức là khoa học gia cho một số công ty về khoa học công nghệ trước khi mà cùng các anh em thành lập công ty Luraco Technologies. Vâng, thưa anh, qua Kim Nhung đọc qua cuốn sách của nhà văn Huy Phương thì Kim Nhung được biết là gia đình của anh cũng đã phải trải qua những ngày tháng vô cùng là khắc nghiệt khi mà thân sinh của anh bị tù đầy sau ngày 30 tháng 4. Sau khi Sài Gòn thất thủ, và sau ngày đó thì miền Trung đã mất từ cuối tháng 3 năm 1975. Hôm nay chúng ta không có nói về cái cảnh khổ của những người chủ của gia đình ở trong trại tù, nhưng mà Kim Nhung xin đề cập về đời sống gia đình của riêng anh, đời sống gồm có mẹ cũng như các anh em lúc ấy và còn rất là trẻ, còn rất là nhỏ. Sau khi mà thân sinh của anh đã vào tù cộng sản, vùng Quảng Trị ngày xưa nay vốn rất là nghèo do chiến tranh từ miền Bắc gây nên, sau năm 1975 lại càng suy sụp trong cái chế độ cộng sản. Như vậy thì anh có thể trình bày là có thể làm sao sống qua từng ngày trong cái hoàn cảnh tuyệt vọng này. Xin mời anh. Vâng, thưa chị Kim Nhung và thưa quý khán thính giả, thì sau năm 1975 thì người dân của miền Nam Việt Nam chịu một cơn sốc như là trên trời rơi xuống. Thì nếu mà mình nói về, giống như chị đề cập hồi nãy, thì nếu như mà mình nói về nỗi khổ ở đây thì chắc có lẽ cũng hơi bị thừa, bởi vì cái thuở đó thì ai cũng khổ cả. Và có lẽ nhưng mà đối với gia đình của Kevin thì chắc là có một sự hơi khác những gia đình khác, là bởi vì cái nơi mà chúng tôi sống đó là vùng Gio Linh Quảng Trị. Là cái vùng Gio Linh Quảng Trị này thì là nó sát với biên giới của miền Bắc, cho nên có thể là sự phân biệt và sự đối xử đối với những cái gia đình mà thuộc về quân nhân của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa thì có thể là hơi khác một chút. Cho nên là do đó nói chung thì cái thuở mà sau năm 1935 thì gia đình tôi chịu rất là nhiều sự đối xử và khác biệt và nỗi khổ khi mà người cha của tôi phải đi tu học tập cải tạo. Vâng, như là một phép lạ,
người cha của anh còn sống sót trở về sau 7 năm tù nơi những cái trại tù miền Trung do cơ quan cộng sản trực giữ. Và qua cái cuốn sách của nhà văn Huy Phương cũng như là những vị khách ở trong chương trình này, cũng giống như là nhà báo Sơn Điểm Nguyễn Vích Khánh, Vũ Ánh vân vân, thì Kim Nhung được biết là những trại tù cộng sản ở miền Trung là địa ngục có thật, như là trại A20, trại Tiên Phước, trại Gia Trung. Và người cha của anh, người thân sinh của anh sống sót trở về và gia đình đã đến Mỹ theo chương trình HO với thứ tự là 31 vào năm 1995, rất là muộn màng. Nhưng mà anh có thể cho phép Kim Nhung hỏi một câu đơn giản là làm sao có thể vượt qua những khó khăn mà vươn lên như ngày hôm nay, dẫu đất Hoa Kỳ là một mảnh đất cơ hội nhưng mà muốn vượt khỏi cái sự khốn khó và khó khăn không phải là một việc dễ dàng. Như vậy anh có thể nói về cái chiến đấu rất im lặng, rất bền bỉ và đầy tự hào của mỗi thành viên thuộc gia đình họ Lê. Kính mời tiến sĩ Kevin Lee. Thì gia đình tôi thì rất là may mắn là tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình là có truyền thống hiếu học. Là từ lúc ở Việt Nam, mặc dù là gia đình là gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà cha và mẹ, tức là thổ mà bố đi bao tôi đi học tập tù cải tạo đó, thì có mẹ ở nhà thì lúc nào cũng là mặc dù là bận rộn với cuộc sống và tạo cuộc sống cho cả toàn bộ gia đình, nhưng mà mẹ của chúng tôi lúc nào cũng là khuyến khích và lúc nào cũng bỏ thời gian ra dạy dỗ các con học hành. Và sau này thì khi mà ba tôi đi tù cải tạo về thì cả ba lẫn mẹ cả hai đều là cố gắng lúc nào cũng là đầu tư cho các con là học hành đến nơi đến chốn, mặc dù là cuộc sống gia đình rất là khó khăn. Và khi mà bước chân đến Hoa Kỳ thì dĩ nhiên thì cũng giống như mọi gia đình khác thì gia đình chúng tôi cũng phải làm lại từ đầu. Và cái năm đầu tiên đến Mỹ thì tất cả gia đình ai cũng phải là vật lộn với cuộc sống để mà tạo ra được một cái kinh tế tạm ổn trước khi mà các anh em chúng tôi bước chân vào đại học và bắt đầu lại từ đầu. Thì như cũng nhiều người đã biết thì trong gia đình tôi thì anh đầu, tức là anh Lê Thành thì đã tốt nghiệp master về ngành điện tử. Và đến tôi thì cái tốt nghiệp ngành tiến sĩ về ngành điện tử quang học, và đứa em trai kế thì là đã tốt nghiệp về master của ngành computer science, và hiện tại giờ thì đứa em út là bác sĩ về ngành tim. Vâng, khi mà nghe anh trình bày, thật là Kim Nhung cảm thấy rất hãnh diện. Riêng đối với gia đình của anh, gia đình của dòng họ Lê là một gia đình gương mẫu, một gia đình rất là hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam. Thì bây giờ cho Kim Nhung trở vào câu hỏi chi tiết về những cái thành quả mà công ty Luraco đã đạt được trong công tác chế tạo những thiết bị cũng như là trang bị cho phi cơ của Bộ Quốc phòng dưới cái sự giám sát của cơ quan NASA. Đâu phải là những cái hãng Hoa Kỳ với những cái kỹ sư tốt nghiệp ở nước ở Hoa Kỳ nào cũng có thể có được những cái thành quả như là anh, cũng giống như là tất cả các anh em của nhà họ Lê của Luraco. Anh có thể trình bày về cái vinh dự này. Dạ vâng, thì nói về công ty Luraco thì và những cái hợp đồng của trực tiếp với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thì thực sự là để mà nhận được những cái hợp đồng trực tiếp của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thì là thật sự là không là đơn giản tí nào. Và để mà người ta đưa một hợp đồng cho một công ty nào làm là mà nghiên cứu và phát triển những công nghệ cho họ thì người thì Bộ Quốc phòng là phải trải qua một gọi là review và audit, và người ta sẽ xem những công ty có khả năng về nghiên cứu và khoa học kỹ thuật hay không, và uy tín của công ty như thế nào, và khả năng của từng kỹ sư và khoa học gia trong cái nhóm mà nghiên cứu và làm dự án. Và bên cạnh đó thì tất cả các công ty ở Hoa Kỳ thì mà mình muốn bước chân vào một cái lĩnh vực gì thì cũng phải là gặp một sự cạnh tranh rất là khốc liệt từ những công ty khác. Thành thử ra là công ty Luraco nhận được cái sự support hoặc là những cái dự án mà trực tiếp từ Bộ Quốc phòng giao cho thì đó thực sự là một niềm vinh dự cho công ty Luraco. Vâng, khi mà được xem những video clip anh được vinh dự được nhận những giải thưởng từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, đó là cái điều rất là vinh dự.
Bây giờ Kim Nhung xin đề cập tới cái phần chính yếu của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Đó là từ đâu và với những thành quả thâu đạt gồm những gì trong 2 năm liền, năm 2010 cũng như 2011, và công ty Loreco cũng được vinh dự đón nhận bằng khen là một trong 50 công ty ở châu Á phát triển nhanh nhất toàn quốc Hoa Kỳ. Như vậy anh có thể cho biết tổng quát những cái thành quả và vinh dự đạt được của riêng anh cũng như là công ty nói chung, mời anh. Dạ vâng, thưa chị Kim Nhung, thì như chị cũng là đã biết thì công ty Loreco Technology đã thành lập là cách đây khoảng 10 năm và trong một thời gian dài và sau đó là năm 2010 và 2011 thì công ty Loreco Technology được bình chọn do US Department of Commerce, Asian Department of Commerce là ở Washington DC chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Và tôi còn nhớ là lúc đó thì 50 công ty châu Á thì phần lớn là những công ty của Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Nhật, Korea và chỉ có một công ty duy nhất của người Việt Nam, đó là công ty Loreco đã nằm trong cái danh sách này. Thì lúc đó chúng tôi rất là thấy rất là vui và rất thích, thấy là mình cảm thấy rất là hãnh diện để là được nằm trong cái top 50 công ty đứng đầu của toàn quốc Hoa Kỳ. Và sau đó thì năm 2011 thì Loreco được chọn là một trong những công ty gọi là top defense contractor. Nhờ vào những cái dự án mà công ty Loreco đã hoàn tất cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Và năm vừa rồi, tức là năm 2014, thì một cái giải thưởng mà công ty Loreco rất là vinh dự nhận được, đó là giải thưởng từ Bộ Thương mại của Chính phủ Hoa Kỳ đã trao tặng cho những công ty mà có về những cái thành công và những cái vượt bậc, thành công vượt bậc về trong những cái vấn đề là xuất khẩu về những sản phẩm của công ty ra thị trường thế giới. Cảm ơn Kim Dung, xin được phép anh để mà vào một số những thông tin thương mại, sẽ trở lại với tiến sĩ Loreco trong một vài phút quảng cáo. Kim Dung xin kính mời quý vị cũng vẫn tiếp theo dõi chương trình The Kim Dung Show. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau một vài thông tin thương mại.